Mở đầu bộ phim là trận chiến kinh thiên động địa mà chắc hẳn tất cả mọi người trong chúng ta đều biết. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Tôn Ngộ Không đánh bại tất cả các thiên binh thiên tướng. Tuy nhiên, Như Lai Phật Tổ không chấp nhận hắn miệt thị thiên đình nên đã dùng sức mạnh của mình phong ấn hắn dưới chân núi Ngũ Hành Sơn. Gần 500 năm sau, có một đoàn tiêu cục vận chuyển hoàng hóa đi trên đường núi. Trong đoàn người có một cặp vợ chồng trẻ và có một đứa con nhỏ. Khi đoàn người đang đi trên núi thì một nhóm sơn yêu xuất hiện. Bọn chúng giết tất cả mọi người ở đó. Người mẹ do không chấp nhận chết dưới tay sơn yêu nên quyết định ôm đứa con nhảy xuống vách núi. Một lúc sau, một ông già hòa thượng chuẩn bị lấy nước ở một con sông thì nghe thấy tiếng đứa bé đang khóc trôi trên dòng nước. Thấy đứa trẻ tội nghiệp, ông quyết định mang nó về nuôi. Trải qua bao mưa gió bão tuyết, cuối cùng sau vài năm, đứa nhỏ đã lớn. Đứa trẻ này tên là Giang Lưu Nhi. Giang Lưu Nhi là một cậu bé vô cùng nghịch ngợm và phá phách. Sự xuất hiện của cậu bé lúc nào cũng làm cho mọi người cảm thấy phiền phức. Sư phụ là người nuôi nấng cậu có tên là Pháp Minh, một người chuyên đi hóa duyên, ngồi thiền, niệm kinh. Pháp Minh lúc nào cũng cảm thấy mình rất tốt, nhưng nhìn lại thì quần áo thì đã rách nát, đặc biệt là có đôi giày còn bị thủng. Cậu bé tính khí trái ngược hẳn với sư phụ, cậu luôn muốn học quyền, luyện cước đánh đuổi sơn yêu. Mỗi lần nghe sư phụ giảng dạy, cậu chẳng bao giờ chú tâm. Suy nghĩ của cậu tuy không phục nhưng vẫn nghe lời. Cuộc sống đang yên bình, bỗng một ngày tại thành Trường An, bọn sơn yêu lại ghé thăm. Các binh lính trong thành cố gắng đánh trả, vậy nhưng bọn chúng có sức mạnh quá lớn nên binh lính bại trận. Bọn sơn yêu tràn vào thành, bọn chúng lần này tới đây với mục đích bắt cóc những đứa trẻ. Bọn chúng đã tìm được đủ 49 đứa bé, tuy nhiên thì Giang Lưu Nhi đã nhanh trí cứu được một cô bé. Từ đây, một cuộc rượt đuổi mãn nhãn diễn ra. Do bị mất một cô bé nên mấy con sơn yêu nhanh chóng truy đuổi theo. Sư phụ vì muốn giúp Giang Lưu Nhi chạy trốn nên đã ở lại đánh lạc hướng bọn sơn yêu. Với sự nhanh nhẹn của mình, cậu né được hết những pha tấn công vây bắt của bọn chúng. Tuy nhiên thì phía trước lại là vách núi. Cậu hết đường chạy, sau đó cùng với mấy tên sơn yêu rơi xuống vực. Với sự nhanh trí của mình, cậu cầm theo cô bé lướt lên một khúc gỗ như một vận động viên trượt ván. Trái ngược lại với cậu, bọn sơn yêu này có sức mạnh nhưng đầu óc của bọn chúng lại khá ngu dốt. Vừa không bắt được hai đứa trẻ, lại còn lấy nhầm tổ ong, tưởng là đã bắt được cô bé kia. Kết quả là bị lũ ong đốt cho phải chạy bạt mạng. Lão sư phụ giờ này đã bị thất lạc cậu bé nên vội vã đi tìm. Hai đứa nhỏ sau đó bị rơi vào một vách núi, có rất nhiều thổ địa cùng với một cây đào chịu quả. Bọn sơn yêu vẫn chưa chịu khuất phục nên truy đuổi tới cùng. Hai đứa trẻ bị lạc vào một hang động. Trong đây có một khối băng rất lớn được gắn bằng sợi xích. Giang Lưu Nhi vô tình chạm tay vào tảng băng. Tảng băng này từ từ nứt ra rồi nổ tung, suýt chút nữa đã chôn vùi cả hai người. Trước khi bình tĩnh lại thì lũ sơn yêu lại đuổi tới. Cận kề cái chết, bỗng nhiên một bàn tay thò lên từ dưới đất. Đó là một con khỉ trong hình dạng con người. Con khỉ này có sức mạnh kinh người. Chỉ sau vài quyền cước, hắn đã đánh bại mấy con sơn yêu. Con khỉ này tự nhận mình là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tuy thân thủ rất nhanh nhẹn, vậy nhưng hắn dường như đang bị một vòng xích tay phong ấn sức mạnh. Tề Thiên Đại Thánh đã cố gắng trốn khỏi Giang Lưu Nhi, nhưng bằng một cách nào đó cậu luôn tìm được hắn. Cậu rất tò mò nên dọc đường hỏi rất nhiều, khiến hắn tức giận và khó chịu nhưng đành bất lực. Lúc này một con sơn thần được lệnh của Phật Tổ canh chừng hắn xuất hiện. Do pháp ấn vẫn còn nên Đại Thánh bây giờ chỉ là một con khỉ bình thường. Hắn chỉ còn đường chạy, nếu muốn đánh bại con sơn thần này, hắn chỉ có thể lấy đi tờ pháp ấn treo đằng sau lưng nó. Giang Lưu Nhi muốn giúp hắn nên đã trèo lên lưng sơn thần và lấy được tờ pháp ấn. Vậy nhưng khi cậu rút ra thì cũng là lúc sơn thần nổ tung. Cậu cũng theo đó mà bị rơi xuống vách núi. Tại hang ổ của bọn sơn yêu, tên mà bọn chúng xưng làm đại vương rất tò mò về Tề Thiên Đại Thánh, đồng thời biến hai con sơn yêu thành hai con người để bắt đầu kế hoạch của mình. Giang Lưu Nhi đã được Tề Thiên Đại Thánh cứu, con đứa nhỏ cũng được hắn mang theo. Sự vô tư của cậu làm cho hắn vô tình chịu đau khi năm lần bảy lượt bị đá đè lên, vậy nhưng không làm được gì, vẫn phải tươi cười. Lúc này cậu lại tìm được một người có hình dạng Phật Tổ trốn trong miếu. Vị Phật Tổ này lập tức hiện hình thành một con người nửa lợn. Hắn chính là Thiên Bồng Nguyên Soái 500 năm trước bị Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đánh rơi từ thiên giới xuống chuồng lợn, biến thành nửa người nửa lợn. Bị Đại Thánh dạy dỗ cho một trận, hắn luôn cố gắng né tránh nhưng không được. Duyên phận của bọn họ dường như gắn kết lại với nhau, dù có đi tới đâu thì bọn họ vẫn sẽ gặp nhau. Đi được một đoạn, bọn họ lại gặp được một con rồng. Con rồng này suýt chút nữa đã nuốt sống Giang Lưu Nhi. Bốn người lại tiếp tục đi tiếp trên con đường giúp cậu bé tìm sư phụ và đưa cô bé về nhà. Qua bao nhiêu khó khăn vui buồn, tình cảm của họ đã tăng lên rất nhiều. Dọc đường bốn người bọn họ vào một căn nhà.
trong căn nhà có hai người có vẻ rất thần bí. Người đàn bà thì thông minh hoạt bát, nhưng người đàn ông lại hơi ngốc nghếch. Đại thánh lần này lại vô cùng ít nói, chỉ lặng lẽ quan sát. Còn đứa bé thì cứ khóc, dù dỗ rất nhiều vậy nhưng cũng không bớt đi, chỉ khi Giang Lưu Nhi đưa cho cô bé hình nộm của Tề Thiên Đại Thánh mới chịu nín. Đến nửa đêm, hai người chủ nhà này đã bộc rõ ý đồ cướp lấy cô bé, vậy nhưng bằng cách nào đó đều bị sai số. Thiên Bồng Nguyên Soái lúc này đói bụng đi tìm đồ ăn, vô tình đánh ngất ông chồng ngốc nghếch kia. Từ đó mà cũng biết được bộ mặt thật của hai tên này. Nhưng bây giờ cũng đã quá muộn, rất nhiều sơn yêu đã tới. Đại thánh đánh nhau với lũ sơn yêu. Với thân thủ của mình, hắn đánh bại rất nhiều sơn yêu, nhưng chúng quá đông nên không thể vừa đánh nhau vừa bảo vệ hai đứa nhỏ. Người đàn bà lúc này đã bộc lộ rõ bộ mặt thật của mình, lao tới bắt hai đứa nhỏ nhưng lại vô tình bị chư bất giới đánh bay ra bên ngoài. Trận chiến quá ác liệt làm cho ngôi nhà bị sụp đổ, bốn người bọn họ nhanh chóng chạy lên tàu để chạy trốn. Lúc này vị đại vương của bọn sơn yêu cũng đã ra tay. Hắn hòa phép biến ra rất nhiều sơn yêu chui từ mặt đất lên chạy về phía bốn người họ. Thấy tình hình nguy cấp, đại thánh lấy máy chèo thay thế gậy như ý đánh cho lũ sơn yêu này tan tác, giúp bốn người bọn họ lên thuyền thành công. Tuy nhiên chưa được bao xa, tên đại vương sơn yêu lại lao xuống đánh bay đại thánh với Thiên Bồng Nguyên Soái, bắt lấy đứa bé đi. Dù đã cố gắng đánh trả tên đại vương nhưng do bị phong ấn sức mạnh nên đại thánh cũng đành chịu thua. Sau trận chiến, đại thánh quyết định không đi cứu cô bé vì hắn không đủ sức mạnh. Còn Giang Lưu Nhi, cậu không có sức mạnh, vậy nhưng có lòng trượng nghĩa ngút trời nên quyết định một mình đi vào nơi nguy hiểm. Đại thánh ở lại nhưng trong lòng lại rất khó chịu, hắn nghĩ tới những khoảnh khắc đi cùng cậu, một người nhỏ bé còn dám đứng lên chống lại cái ác. Hắn là một Tề Thiên Đại Thánh lừng lẫy mà thấy khó khăn lại chùn bước, không tự tin vào bản thân mình. Cậu bé đã làm thay đổi suy nghĩ của hắn, hắn quyết định cùng Thiên Bồng Nguyên Soái tới cứu đứa bé. Tại hang ổ của bọn Sơn Thần, tất cả đang rất vui vẻ hào hứng khi đã đạt được mong muốn. Lão sư phụ vì lo lắng cho Giang Lưu Nhi cũng đã tới đây để tìm cậu. Hai người bọn họ gặp lại nhau còn đánh bại được hai tên sơn yêu. Tuy nhiên thầy cho bọn họ cũng bị rơi xuống tế đàn nơi có rất nhiều đứa trẻ đang bị nhốt ở đó. Vô tình đã làm hỏng kế hoạch của tên đại vương. Tên đại vương này vô cùng tức giận, một tay định bóp chết Giang Lưu Nhi. Đúng lúc này, một con rồng màu xanh bay tới lấy cậu bé đi và kịp đánh cho tên đại vương này một chưởng. Đại thánh cùng Thiên Bồng Nguyên Soái lúc này cũng tới. Một trận giao chiến nảy lửa diễn ra. Lúc đầu, Tề Thiên Đại Thánh hoàn toàn yếu thế. Suy nghĩ bảo vệ Giang Lưu Nhi làm tròn có sức mạnh bùng phát, đánh ngang ngửa với tên đại vương. Đại thánh định liều chết cùng rơi xuống vực để cùng chết với tên đại vương. Vậy nhưng may mắn thay lại bám được vào vài mảnh gỗ. Chưa kịp nghỉ ngơi, tên đại vương lúc này biến thành một con sâu yêu to lớn hung dữ từ dưới vực lao lên. Tất cả mọi người đều bỏ chạy. Giang Lưu Nhi lúc này chạy tới cứu đại thánh, nhưng ném cây gậy vào đúng kẽ răng của sâu yêu làm nó tức giận đuổi bắt. Đại thánh lúc này vì thấy nguy hiểm tới cho Giang Lưu Nhi nên bộc phát sức mạnh lần nữa, lao tới cứu nhưng vẫn bị đánh bay đi. Vô tình cú đánh này của sâu yêu quá mạnh, cả vách núi đổ xuống đã chôn vùi Giang Lưu Nhi. Đại thánh khi thấy tay của cậu không còn cử động, hắn đã khóc, nước mắt của hắn đã rơi xuống chính hình nộm của mình. Tề Thiên Đại Thánh, một người không biết khóc là gì, bây giờ lại đổ lệ trước một đứa nhỏ. Bây giờ hắn đã thật sự thay đổi. Hắn đưa hình nộm của mình cho cậu bé rồi đứng dậy. Một sức mạnh vô cùng to lớn bộc phát. Một bộ giáp quấn lấy cơ thể của hắn, đôi mắt đỏ rực. Đại Thánh đã trở lại. Có lẽ tình yêu nước mắt chính là thứ mà Phật Tổ muốn hắn có được để gỡ bỏ phong ấn. Hắn đã vượt qua chính mình, trở lại một cách oai hùng nhất. Hắn từ từ rút gậy như ý đánh một chưởng cực mạnh, chất chứa bao nhiêu niềm tin, hy vọng cùng đau buồn và con sâu yêu. Môi trưởng long trời lở đất, hắn đã đánh bại sâu yêu, đại thánh đã trở lại. Hắn đứng hùng dũng khiến cho tất cả mọi người đều ngước nhìn. Bỗng nhiên, một tiếng giọng vang lên, đại thánh. Đó là tiếng của Giang Lưu Nhi, cậu vẫn còn sống. Đại thánh quay lại, khuôn mặt hắn lúc này vừa bất ngờ vừa vui mừng. Có lẽ đây là niềm vui lớn nhất, hơn cả được hóa giải phong ấn sức mạnh của hắn.